xin chào quý các bạn trên hình bạn thể thấy đây là phần màn hình của điện thoại huawei i 7 pro bị rơi vỡ nát như này nhìn rất là khủng khiếp như này thì tại thời điểm uh, tháng hai trăm này thì di động cao cấp sven uh, chỉ uh, quay cái video này thì chỉ nói qua một số cái thắc mắc của vị các bạn liên quan đến phần màn hình dịch vụ thay mới màn hình cho huawei i 7 pro hai đã thực hiện tại di động cao cấp sven thì đầu tiên là Di động của CaptureVN vẫn luôn có sẵn màn hình cũng như tất cả linh kiện trên điện thoại Huawei Y7 Pro Nói chung thì mới vị các bạn khi cần Tùy theo từng lỗi sự cố mà sẽ có phương án thay màn hình hay là thay cảm ứng rời Tùy theo từng trường hợp sẽ có phương án cụ thể chi tiết Thông tin cụ thể hơn chi tiết hơn về các cái lỗi sự cố liên quan phần màn hình của Huawei Y7 Pro 218 Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 096 123 45 Kỹ thuật viên tại di động qua cap.vn sẽ tư vấn, hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn quý các bạn. Trường hợp tiếp theo rất là hay hỏi là tôi ở xa tôi muốn mua màn hình của Huawei Y7 218 được không? Thì rất là đơn giản, được, chúng tôi sẽ chuyển đến tận chỉ hàng yêu cầu. Quý hàng nhận màn hình, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền cho bưu điện, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới màn hình Huawei Y7 Pro, các lỗi sự cố cơ bản trên uh, uh, liên quan phần màn hình của Huawei Y7 Pro 218. Quý các bạn đừng ngần ngại liên hệ trực tiếp 096 134534 Chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn. Xin cảm ơn quý các bạn đã xem video tại di động cao cấp vn để chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại Huawei y 7 Pro 218 hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn quý các bạn đã xem video tại di động cao cấp vn